Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Ngân đi đây. Và trong video này thì thể theo nguyện vọng của các bạn, có rất nhiều bạn yêu cầu mình đó chính là bắt một trong hai em Yamazenta hoặc là Yveto đi. Thì theo như đánh giá của mình thì nên bắt em Yveto hơn. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ra đảo 3. Let's go. Rồi, vào đây thì ngày hôm trước thì mình có sở hữu được một chiếc cốt đấy, và nó có chiếc vé vào đảo 3. Còn nếu như anh em mà không có thì chúng ta có thể dùng cách đó chính là mua quà đây anh em nhá. Đây này, quà hai củ. Nhưng mà nếu như anh em mà tham gia những cái event nạp ấy thì anh em hoàn toàn có thể đạt được những cái cốt cực kỳ là ngon, vừa được những cái vật phẩm trong game, tài nguyên nguyên liệu các thứ, mà lại vừa được gọi là có cốt nữa, thì một công đôi việc luôn. Ok, let's go. Ở trong này có mấy em đây? 1, 2, 3, 4, 5. Bản năng gì? Bản năng gì? Ui, bản năng cao cấp thôi anh em ơi. Chưa có bản năng gọi là flash anh em nhá, hơi khó khăn tí. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi luôn thử em Yveto này xem nào. Để xem là liệu với 300 quả bóng đỏ cũng như là 126 quả bóng xanh thì chúng ta có thể bắt được em Yveto hay không nhá. A few minutes later. Ok, và như vậy là bắt luôn được một em bản năng gọi là level 4 này, nhưng chỉ là bản năng thường thôi, không phải là bản năng flash anh em nhá. Tuy nhiên là mình còn một con nữa, mình sẽ bắt nốt anh em ơi. Quả vừa rồi thì tiêu tốn cũng khá là bình thường, không nhiều bóng lắm. Chỉ đâu đó 30 quả bóng đỏ cũng như là 20 quả bóng xanh là xong rồi. Oh, easy quá anh em ơi. Oh, lại thêm một phát nữa này. Bắt em Yveto dễ cực anh em ạ. Uầy, chỉ cần vào được đảo chứ cái việc bắt thì mình thấy dễ quá luôn anh em ơi. Wow. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng tranh thủ mình bắt luôn hai em gọi là Machadow này đi. Để ui, có flash cao cấp luôn này. Biết đâu sau này lại chơi, hoặc là không chơi thì mình sẽ dùng để làm phôi cho một con Pokemon. Lát nữa mình sẽ khoe các bạn nhá. Wow. Và anh em có thể thấy là Bispo, nhưng mà chưa chắc đã bắt chuẩn đâu nha. Bispo thì cũng chỉ làm tăng cái tỷ lệ thêm bản năng level lên mà thôi. Ẩu, nhưng mà chỉ với một pha bóng đỏ bình thường thôi mà mình đã có thể sở hữu được gọi là Machadow Plus level 3 rồi anh em ơi. Cực kỳ là ok luôn. Rồi, và tiếp tục chúng ta sẽ bắt tiếp Rayquaza anh em ạ. Wow, thực sự luôn là từ nay đến giờ bắt 3 em Pokemon rồi bằng nguyên bóng đỏ là phát ăn dính cuối cùng em nhá. Đừng có đùa với cả Pokeball. Wow, lại thêm một phát nữa này. Trời đất ơi, hôm nay bắt hên thực sự luôn. Làm phát rất nhiều Pokemon SSR mà chỉ toàn bằng bóng đỏ bóng xanh anh em ạ. Xịn thực sự luôn anh em ơi. Đấy, chính ra là chúng ta đâu cần phải bóng quá cao cấp đâu. Chỉ cần anh em may mắn như mình là được nhá. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta cùng quay ra để xem là được những cái gì nào. 50 mảnh SSR luôn ạ. Vào trong phần túi để xem có những cái gì. Nào, ui, được thêm một em SSR nữa. Quá ngon anh em ơi. Làm thêm một nhiệm vụ. Bắt được Machadow Flash. Ui giời ơi, cực kỳ là ngon luôn. Tiếp tục là nhiệm vụ bắt Rayquaza. Quá trời ok luôn anh em ơi. Trước khi chúng ta nâng cấp cho em Yveto thì mình sẽ bật mí với các bạn. Đó chính là mình đã sở hữu được em Lundala. Cực kỳ là ngon nhá. Và nâng cấp được em nó lên 11 sao rồi. Bởi vì mình có rất rất nhiều Pokemon gọi là SSR. Chính vì vậy mà bây giờ thì mình sẽ tích cóp tiếp tục để nâng cho em nó lên 12 sao luôn. Cho em nó vào đội hình luôn anh em nhá. Wow, cực kỳ là thốn luôn này. Ui ui, cho Groudon vào tất luôn. Đang hưng phấn thì cứ cho đi. Còn sau này thì bắt sau. Nhưng mà còn thiếu 5 em nữa lận. Mà ở đây toàn Pokemon xịn sò thôi. Chính vì vậy mà mình không thể nào mà cho em nó vào hiện tại bây giờ được. Còn đâu em Yveto thì chắc chắn là chúng ta phải chờ thời thôi. Chúng ta phải tiếp tục bắt bao giờ có được bản năng Flash cũng như là nâng cấp được sao bằng Ditto tím lên 12 sao thì chúng ta mới có thể đi đánh đấm được nhá. Nhưng quả skill như thế này thì tốt nhất đó chính là anh em nên giữ em này lại để chúng ta có thể sở hữu chiến đấu vào những giai đoạn tiếp theo của Mega Đại Chiến anh em nhá. Còn em Lunala này thì mình sẽ tiếp tục đi ấp trứng mà thôi. Mình sẽ ấp thường 2 lượt, sau đó là ấp dưỡng cào 3 lượt anh em nhá. Và bây giờ mới level 15 thôi, để sở hữu được em gọi là Ultramon thì chúng ta cần phải chờ đợi nữa. Và chắc chắn là khi lên được 12 sao cho em SP Lunala thì chúng ta lại có thêm một video nữa, đó chính là review về sức mạnh của em Lunala cũng như là liên kết em nó với thằng em Ultramon và cho em nó vào team độc xem như thế nào anh em nhá. Anh em biết đấy, mình đang sở hữu được em Zingate ở đây rồi. 10 sao, nhưng mà tội là chưa có bản năng flash thôi. Còn mình sẽ tiếp tục đi bắt ở trong gọi là đại lục Pokemon để lên được combo 12 sao em Zingate, 12 sao Mega Gengar và 12 sao Lunala, và sẽ vứt nó cho vào đội hình thứ hai
Mình sẽ bỏ Tapu Koko, bỏ Palkia và bỏ Raichu đi. Đó đó đó, như vậy là chúng ta có thêm một team độc để có thể rút độc rồi. Mình sẽ cho team độc ra trước, gọi là nhả độc cho team bạn mất máu dần dần. Sau đó mình sẽ để team điện tiếp tục ra trận sau và tê liệt rồi thì ulti của Zac Chrome để có thể kết liễu được đối phương. Nếu như chưa kết liễu được thì mình lại tiếp tục sử dụng cái sức mạnh của em Ultra Moon anh em nhá. Ok thì em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video thú vị về tựa game Mega Đại Chiến này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.